Long mến chào quý cô chú anh chị đam mê bonsai trên cả nước. Thì ở clip lần này Long về thị xã La Ghi, quý vị, thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận. Có ghé vườn của anh Phước, Văn Phước, bonsai Văn Phước, quý vị nhé. Thì sẽ quay và gửi tới quý anh chị mình rất là nhiều tác phẩm để chúng ta cùng xem và chiêm ngưỡng cũng như là giao lưu. Thì Long sẽ đi vào và gặp gỡ chủ vườn cũng như là sẽ giới thiệu đến quý anh chị mình rất nhiều tác phẩm đẹp trong clip hôm nay. Dạ, em xin chào anh Phước. Chào em Long. Dạ, thì trước tiên thì đến giao lưu về vườn của anh Phước ngày hôm nay, thì trước tiên thì nhân Phước chia sẻ cái địa chỉ và số điện thoại để quý anh chị ở xa có thể giao lưu được ha, và là cũng như là ngắm nhìn học hỏi kinh nghiệm làm cây. Xin chào anh em, mình tên là Nguyễn Văn Phước, thường trú tại thôn Đá Mài 1, xã Tân Sơn, huyện Tân, tỉnh Bình Thuận. Số điện thoại của mình đó là 0986302619. Thì mình cũng có một cái vườn cây bonsai nho nhỏ cùng chơi với lại anh em trong hội sinh vật cảnh thị xã La Ghi. Thì hôm nay thị xã La Ghi hay là sao, thị xã Hàm Tấn nữa là em nói chung là nó cũng giáp ranh với thị xã La Ghi, nhưng mà anh chơi cây kiểng là phụ trách bên mảng của hội sinh vật cảnh thị xã La Ghi. Dạ, còn đây chính xác địa chỉ là ở Hàm Tân. Hàm Tân. Dạ dạ dạ. Nó giáp ranh với lại La Ghi á. Rồi ok. Thì đây là tác phẩm đầu tiên tại khu vườn luôn quý vị này. Mà anh Phước cái nhà muốn gửi tới quý anh chị mình là một cây me hả? Cây me. Me chua anh. Cây me chua, cây này nó lâu lắm rồi đó. Dạ. Cây này ước tính tầm 35 năm nằm chậu rồi. 35 năm nằm chậu rồi. Thì để quay kỹ tác phẩm này cho quý anh chị mình xem và giao lưu, thì trước tiên chúng ta mặt đế ở dưới thì chờ mình cũng moi ra được hết ha. Nhưng mà... Tại vì cây nó chìm á, để mà đo cái hoành của nó. Dạ. Cái này thì được cải cái bộ xương rắn và cổ chân ở trên, nó già và nó không có thèo quý vị ạ. Nuôi từ nhỏ, trồng me trong nhỏ. Quanh 33. 33 hoành hả? 33 hoành. Mặt đế chắc hẳn ở dưới con. Đế còn, đế nè, đế nhiều nhưng mà lắp lại đế nè. Đó. Nó còn nhưng mà cũng không mối là hết được để quấy cái việc. Con cột cân ở phía trên thì rất là đều đẹp. Già hả? Già lắm rồi. Làm chậu mà 35 năm thì rất là khủng khiếp. Nhưng mà cơ bản là cây lớn, cây này thì mình giống kiểu mình chơi sân vườn rồi chơi cây ăn trái luôn. Ừ. Trái ra nhiều không anh? Trái nhiều lắm mà bữa nay bắt đầu nó chuẩn bị đơm bông đó. Đơm bông. Đơm bông chuẩn bị ra đây. Cây mới lớn. Chiều cao thì chắc cỡ khoảng tầm 1m rưỡi. Chiều cao nếu tính từ dưới chậu lên tầm 2m. Tầm 2 mét. Mét đây là lên 2m. Ừ. Cao lên 2m á. Phun tàng thì cũng ra tàng thì 1m6. Tàng rộng mét. Tàng phải 2m, hơn 2m. À. Nhưng mà điều nó điều form hết. Đây là tác phẩm đầu tiên ở ngoài khu vườn luôn quý vị ạ. Như ví dụ một cây me này thì nó có giá nó khoảng bao nhiêu anh Phước? Thì nếu cây này thì giá mà mình giao lưu thì anh em thì để cho 15 triệu. Còn 15 cây triệu này, ha? 15 triệu. Cây này rất là lâu năm lắm rồi. Cây nằm chậu trồng lâu năm lắm rồi. 15 triệu quý vị ạ, một tác phẩm kiếm ma. Nói chung ở trong khu vườn thì Long nhìn thấy còn rất là nhiều tác phẩm á. À, bên này là cái gì đây? Cây mẫu đơn. Cây mẫu đơn. Cây mẫu đơn trắng mà mình ghép nó màu hồng phấn. Ghép cái màu phấn. Cái này thì cây lớn anh Phước nha. À, tông lớn rất là lớn. Cao lắm. Cây tông cao lắm. Cao tầm 3 mét á. Cao khoảng 3 mét hả? Cây này thì mình sẽ quay sớ như vậy, chứ còn quý anh chị mình thật sự mà muốn tìm hiểu về cây này thì anh Phước anh sẽ chụp hình đồ thêm. Chứ còn cây này giờ làm sao mà quay ở phía trên được anh Phước hả? Đây có bông nè. Đây có bông ghép cây này ghép được 4-5 màu á. Màu vàng, màu đồ nhiều loại lắm. Có trên có cái màu hồng, hồng cánh sen à. Đây hả? Đây em nè, đó hồng cánh sen bên đây đầu kia. Đó còn bông nó đang bông hồng cánh sen đó. Đó cũng hơi xa, nói chung là không sát trên được á. Ừ. Quay form dáng siêu. Dáng siêu cây lớn. Cây lớn, tông lớn. Ở
Và mình sẽ đi vào ở phía trong này. Phía trong đây rất là nhiều tác phẩm, đặc biệt vườn Nguyễn Phước thì những cái cây bông giấy, bông giấy rất là nhiều cây bông giấy khủng luôn quý vị ạ. Quý anh chị mình đừng vừa rồi mình hình chúng ta nản lại một chút thời gian để xem những tác phẩm đây cây bông giấy nè. Cây bông giấy Mỹ. Mình đo cho cái hoành của cái này có bộ rễ khủng hoảng luôn hả? Bộ cái rễ nó khủng hoảng luôn á. 80. Bao nhiêu đó? 80 hả? 80. Chiều cao tạm thời chưa lên đọt thì tầm 60 là 64. 64. Là chưa tính đọt. Còn nếu đế mặt đế đúng 1,5 m. Mà để cái này khủng hoảng đó. Luôn. Nếu như mà dễ điều hết. Dễ mì mà tìm ra cái cây mà có cái bộ đế như thế này nó cũng hiếm lắm. Quá luôn. Khủng khiếp. Khủng hoảng luôn quý vị. Mặt đế hết hồn luôn. Thế mình cái này thì vừa chơi vừa nuôi thêm anh Phước nhỉ? Đúng rồi, vừa chơi vừa nuôi. Nói đây. Chung cũng xây dựng. Mặt đế khủng hoảng luôn á. Một cân cái này nuôi cái này được cái này nuôi được 1 năm rồi. 17 cm rồi hả? 17 cm. Hai thân. Nói chung là cơ bản cái này form tàng nó đầy đủ thì nó mới đẹp được cái này. Đúng rồi, phải 3 năm nữa thì cái cây này nó nhìn nó không thể lại cái công tàng. Dạ. Form. Nói chung bông giấy Mỹ này thì dễ sửa, dễ làm. Mình đánh chi ra sơ là mình đã có bông mình chơi rồi, trong khi mình vừa chơi bông mà vừa nuôi cây luôn. Dạ. Đó, mình kết hợp luôn. Trong này để quay sơ một chút xíu về khung cảnh của nhà vườn, còn ở trong kia còn nhiều lắm quý vị ha. Nên là quý anh chị mình đừng vừa rời màn hình, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng rất là nhiều tác phẩm nữa. Cái này thì cái tông cao. Giấy Mỹ luôn. Ừ, tông cao. Tông cao. Dạng giống kiểu phóng tranh luôn đó quý vị ạ. Tông cao. Đây một cái cùng giấy bên này là khủng hoảng nữa này. Đây một cây giấy Mỹ khủng hoảng luôn á. Mình sẽ đo cái cây giấy Mỹ này. Nó bự quá cho phải tròn. Cây lớn luôn, cái giấy Mỹ khủng hoảng luôn á. Lặt thước 117 thôi anh hả? Đấy. Đó. Khủng hoảng mà 117 của anh. Cơ bản cái này nó ở trên nó có bị cháy tuột chỗ nào không anh? Không, cái đó nó không có tuột gì hết. Đây những cái bồ cột chân ở trên nuôi này. Bừ lắm rồi, cắt truyền được mấy nhịp rồi anh Phước nhỉ? Được 2 nhịp rồi. 2 nhịp rồi hả? Cái này sau này nó sẽ cái form một cân bay bay cho một cầm đổ bay lơi sơ để Mỹ quay sơ một vòng mặt đế này. Nhưng mà cái này khả năng nhiều tiền đến Phước. Cái này thì giao lưu là với lại anh em thì cái này 55 triệu. 55 triệu một tác phẩm giao lưu tại vườn á. Thì anh em nào thích thì cứ tới vườn mình để xem cho nó kỹ. Hoặc là 55 triệu một cây giấy mì này ha. Cây lớn mà. Cây rất bự. Hình 117 mà. 117. Đo cái dài của nó chắc 2 m. Cái này hết thước mà còn dư ra 50 nữa. Tàng, phun tàng hết là khoảng 2 m hả? 2 m. Còn cao thì cao 1,5 m. Cao. Đứng cho cũng đo mình đã cao quá. Cỡ mét rưỡi. Cỡ tầm 1,5 m. Đúng rồi. Từ mét chậu lên 1,5 m. Vâng. Còn nhiều lắm. Bông bên này thì một số tác phẩm cây Mỹ Hồng này. Cây Mỹ Hồng. Cây hồng phấn lá chung. Ủa, cây hồng phấn. Hồng phấn lá chung. Cây hồng phấn như cây Mỹ Hồng lộn. Mỹ Hồng là lộn cây trong kia. Cây trong kia. Ừ. Cây hồng phấn. Hồng phấn. Này thì cây vàng lá chung. Vàng. Cột nó cũng khá khá lắm. Cũng cốt 25 á. 25. Để coi cốt kiểm tra lại. 25, 22 gì nè. 23. 23. À, chắc 23. Chắc hay 2 mà giờ nó lớn lên đấy. Trắng vàng hả? Trắng vàng. Cái này thì cái này chắc hẳn
À, cây này cũng là một cái cây bông giấy Mỹ, thằng bay. Thằng bay. Đo cái quanh của nó. bảy mươi mốt quanh. Cái này liên lạc quý vị ạ. Liền luôn. Tăng 7 đi lên. Đây, quay mẹp bên này coi có bị cháy tụt chỗ nào không. Cơ bản nó liên lạc hết. Cái mặt bên đó là nó liền, liền hết. Mặt bên đó có bị chỗ nào? Bên, bên này nó bị, hồi nó bị cây mình về cái tủ nó kính cái chỗ này bị cháy nắng chỗ này. Ồ, vết theo cắt chỗ này có chút xíu à. Nó bị cháy nắng chỗ nào ta? Đây, chỗ này cháy nắng cái khu chỗ này. À, mới lấy cái xi măng đắp lên cái chỗ đó lại là giờ hết rồi. Giờ là hết luôn rồi hả? Cháy nắng cái khu chỗ đó. Ừ. Phơm cây thì chẳng bay bay hả? Nó bay ra tầm 2 mét. Cho 2 mét đi. Cho bằng 2 mét. Đây có đứng nó không á. Ừ. Cái lớn quý vị ạ. Rồi thì để chia sẻ bên này thì còn một số tác phẩm Mai Chiếu Thủy này. Cái đó là ghép cẩm thạch hả? Cẩm thạch. Đây Mai Chiếu Thủy này. Ví dụ cái Mai Chiếu Thủy này đi. Đây có một tác phẩm Mai Chiếu Thủy da đen là lớn này quý vị này. Cái này cơ bản là nó già cực kỳ già luôn á. Già lắm rồi. Mình đo trên cao cổ luôn. Vâng. Quanh 41. 41 quanh ở chỗ của ngon đó hả? Của eo đó. Còn cái mặt bếp rộng ra là 50. Để rộng là 50. À. Cao nó được bao nhiêu anh? Chiều cao nó là 85. Cao 85. Cao 85. Cao 85 phun tàng của nó chắc được cỡ khoảng. Tàng chắc cũng tầm mấy ạ? Phun tàng 87. 87. Mai Chiếu Thủy da đen là lớn. Đây quay kỹ cho quý anh chị mình thì nó có bộ rễ nốm mà nó già, rất là già. Già hóa thật luôn á. Già nó cục cục á. Ừ. Nó già nó cục cục. Đường thân đi lên và cái bộ cột cân ở phía trên cũng khá lắm quý vị. Đây, cổ ngon ở trên. Cái này thì nó có cái mặt cắt ở đấy thì nó đang còn cuốn theo. Đang kéo nhựa. Kéo nhựa lên. Ừ. Rất là mạnh. Nhưng mà bộ cột cân này nuôi dài lắm rồi. Cái này thì nó rơi vào khoảng bao nhiêu tiền à anh Xuân? Cây này nếu mà chia sẻ cho anh em thì cây này 18 triệu. 18 triệu hả? Mình bao ship luôn á. Bao ship luôn á. Cây này nhìn tổng thể cũng gần như là hoàn thiện rồi, mình nuôi thêm một chút xương rắm nữa. Cây nó hoàn thiện giờ chỉ còn nuôi, cái này vừa nuôi vừa chơi thôi. Ừ. Không cần bấm nuôi chơi. Nhưng mà được cải nó ra cây. Dạ. Để em quay sớm một cái mặt phía sau coi nó có bị bể bồng chỗ nào không. Cơ bản mặt sau thì cũng ok hả? Không có bị bể bồng chỗ nào quý vị ạ. 18 triệu một cái Mai Chiếu Thủy này. 18 triệu. Này thì cái là trúng hả? Cây này cũng lá trung nhưng mà chắc chúng vẫn phải chung luôn. À không phải chung luôn. Thì nuôi cũng rất là lâu rồi. Dạ. Yeah. Cây này cũng nuôi 8 năm rồi đó mới được cái form như vậy. Còn cái phôi. Ồ cái này phong cái chậu nó cũng khá khá giá trị nè. Chậu rồng. Chậu rồng. Cái này thì nó có chậu đời mới hay là chậu xưa đó? Cái này xưa rồi. Chậu xưa rồi hả? Chậu này cũng khá khá giá trị đó. 35 quần. 35 hoành à. Là trung 35 hoành cũng à, cả. Đế của nó là 41. À tính cái đường kính á. À, đường kính á. Còn chiều cao của chiều nó. Chiều cao của nó là 80. Cao 80. Cao 80. Phun tàng nó được khoảng chắc cũng cỡ 80 luôn đó. Phong tàng 78. 80 á. Cái là chúng này thì cái thứ nhất là về cái mặt đế của nó này. Những cái đầu này mà nó cuốn không còn một tích xèo nào luôn mà. Đều đẹp. Là chúng quý vị ạ. Đường thân thì nó có bị
cháy tụt chỗ nào không? Liên lạc hết hả? Liên hết. Đường thân liên lạc quý vị ạ. Nhưng mà cắt này vừa rồi mình mới xử lý lại, bây giờ nó kéo nhựa nó, mình có cái keo. Ừ. Cái keo liền thẹo nó dữ dằn lắm. Nó kéo nhựa lại. Kéo từ đây vô đây đó, phân máy rồi kéo nó. Ừ. Trong thời gian nó đang kéo nữa. Sử dụng cái keo với lại mà mình lấy ở dưới miền Tây á. Yeah, kinh phân của ngon ấy nuôi như thế này nó kéo nhất à. Đúng rồi. Cái này giờ nó vô giờ chỉ là kéo kéo tóm lên luôn. Xương dăm cột cân này. Nói chung là cũng khá khá. Ví dụ cái lá trống này thì nhiều tiền không à, anh Phước? À, cái này thì chia sẻ anh em cái này 25 triệu. 25 triệu cái lá trống này hả? Cái 25 triệu. Dạ. Yeah. 25 triệu quý vị ạ. Già được cái thì nó rất là già cái. Nó rất là già cây lắm rồi. Form tang nó cũng khá khá. Đây mấy cái giấy mì ghép cẩm thạch hả? Mấy ghép cẩm thạch. Bên này thì một tác phẩm cái tung. Tung La Hán. Hay còn gọi là vạn niên tung. Cái này được cái bộ đuôi cân ở trống á, nuôi lớn lắm quý vị ạ. Đây này. Ô, cũng lâu lắm rồi. Hết kẽm rồi nhỉ? Ờ, hết kẽm. Anh thấy cắt giật không? Hồi đó cắt giật nuôi đó. Anh cắt một cái đường co này, anh cắt anh nuôi ra đây. À. Hồi đó tay anh cắt giật xuống đây, ra nuôi cái cành này. Nó liền hết luôn này hay? Liền hết rồi. Hết thèo luôn. Ừ. Nó làm một cái cành lạ này này. Ừ. Cái này vào kẽm mấy cái xương dăm hay lại cho nó ra rộng rộng rồi đánh kẽm lại, rất là đẹp. Trên này mấy cái đuôi cành trên này vậy, khả lắm. Đây như tại phần cổ ngon luôn. Nhưng mà cái này thì nó có cái đường lũa thân này anh Phương. Cái nhỉ? Này đường lũa này là anh tự tạo. Anh thấy anh tạo cái một cái tác phẩm lũa theo cái đường sóng này để cho nó có một cái y như cái hình bản đồ Việt Nam á. Ừ. Nhưng mà dáng dáng thú, anh chơi hai loại. Đó. Nó hình chữ S luôn ha, hình cái đường lũa. Đó, để cho nó rõ ràng ra như cái hình bản đồ. Ừ. Rồi cái thân mình đó thì như con thú nó nằm. Cái đệ dưới à ha. Ừ, nó như con thú. Còn cái đường thân đi lên thì nó có đường lùa lên rất là duyên cây này. Nhưng mà đặc biệt cái cây này hay cái tùng này, các bạn đi tùng nó có cục bú, hồi đó mua cục bú rất là nhỏ, cái này cục bú nó càng ngày nó bự. Đâu. Đó, cái cây à. Này có một cục bú khủng khiếp. Rồi sau này hả? Hồi đó anh mua nhỏ, tới đây à, bữa nay là tới đây là nó càng ngày nó càng nâu bự gì đó. Bự. Ừ. Nó tích tụ phát lộc á. Đó, nó tích tụ ra. Quá trời. Xì cục bú ra vậy đó. Ừ. Tùng La Hán. Và nên tùng. Bên này mấy cái hình như này anh có hỏi quá là mấy cái này anh giao lưu rồi hả? Giao lưu mấy cái này giao lưu rồi. Giấy mì. Giấy mì đã giao lưu. Đẹp nha. Quá đẹp. Như phong cảnh luôn. Cái này cây người ta phải nói là một tác phẩm chơi rất là đẹp. Mỹ này. Nuôi chậu lên mà cạnh móp khế nó đục. Nó hì hợm lắm. Ừ. Cây này rất là hì hợm. Nhìn tổng thể nó rồi. Tổng thể đã duyên cây quá trời rồi. Nhìn form cây, nhìn đá thì. Ừ. Cây này tự anh tạo luôn. Anh về anh cắt chứ. Rồi ta bỏ chậu xin mua về là anh tự tạo luôn cái dàn form này. Tự anh làm. Dạ. Form này. Hồi đó nó cao lắm, anh thích anh cắt anh làm luôn đấy. Đã nha. Mấy cái này, cái bên này cũng giao lưu luôn rồi. Cây này cũng giao lưu. Cây này giao lưu anh cũng để chia sẻ rồi. Anh cũng làm từ thiện. Cái này anh bị gửi vô quỹ từ thiện rồi. À vậy hả? Ừ. Anh chuyển tiền rồi. Cây này anh chuyển tiền là cho quỹ từ thiện của huyện Cam Tăng. Cho mấy người già neo đơn rồi nè. Vậy là ngoài cái mục đích buôn bán ra thì mình cũng trích ra một phần. Mình trích ra một phần. Làm từ thiện. Cái này thì sao? Cái này nghe là cũng rồi, thân là ba cái này giao lưu hết rồi. Cái này giao lưu luôn. Đây, mấy cái đẹp quá thì giao lưu trước rồi trời. Rồi. Dạ, giao lưu trước một ngày. Trước một ngày. À. Vậy giao lưu ngày hôm qua luôn. Ngày hôm qua, giao lưu ngày hôm qua luôn. Trời. Ngày hôm qua cái cô đẹp gái ra vô là nói phát là xong là chốt cái rẹt luôn. Dạ. Chuyển tiền luôn ngay tức khắc. Bốn cây giao lưu. Bên này thì có một cây me cực kỳ độc đáo luôn quý vị này. Đó, cây me này tâm huyết lắm. Từ ở trên thì mình tính sau đi, mình quay cái phần độc đáo phía dưới trước. Anh nhìn tà coi cái me này mà cái sao. Cái me này hồi đó là dì với Dượng anh trồng rất là lâu rồi, đập chậu 35 năm rồi. Nó đi Mỹ mới nhường lại cho anh. Hồi đó trồng tới đây nè. Dạ. Yeah. Trồng tới đây xong bắt đầu anh mới xuống lần lần xuống.
moi từ từ xuống, tự nhiên cái anh mới thấy, phát hiện ra là nó giống như con voi. Rồi mít thì anh sẽ cắt cái cành này, anh cắt cái cành tàn này bỏ, nuôi một cái co quái xuống, anh đánh cái tàn đổ, anh tạo như một cái vòi đó, tạo như một cái vòi nó phun nước về đèn về ngược về cái lưng. Nhưng mà ý anh diễn tả con voi chỗ nào để em đây, thì đây là cái chân, hai chân sau nè. Đâu, hai chân luôn hả? Đây, chân này à. Đó, đây là cái đuôi, đây là cái gù mông nè. Cái gù đuôi nè đó. Rồi này, cái lưng này, cái này thì mình tạo thêm một cái tác phẩm của lỗ tai. Ừ, mình tạo thêm một nhánh của nó. Còn đây chân trước, chân sau, hai chân trước luôn, hai chân trước. Ừ, cái mỏm và cái voi đây luôn, cái mỏm voi. Cái này thì mình tạo thêm một cái ngà gọi là ngà voi, ngà voi. Còn cái này là cái voi này. Cái voi tạo như cái voi nó cùng thấy cái này nó xuống làm như một cái dòng con voi, nó hút nước, nó lấy cái voi này nó nước nó tràn xuống cái lưng á, cho nó tắm mát á, nước lên. Cột cành ở phía trên này nuôi cũng lâu đời rồi. Khá là độc đáo ha. Cái này giờ sao? Cái này thì nói chung là chia sẻ cho anh em tác phẩm này, thì chừng nào mà anh em nếu mà có thiện chí á, thì alo tới mình, liên hệ tới mình, thì số điện thoại của mình là 0986 302 619, gặp Văn Phước. Để anh em nào có duyên thì sở hữu được em me này. Gọi như là anh Phước xin phép không bảo giá cái này. Cơ bản cái tâm huyết cùng cái yêu hả? Rất là tâm huyết. Cái yêu nên là chưa công khai giá. Rồi bên này thì mạch yêu thủy cũng còn một số cây này. Mà chú thủy cái này là chúng mà chú thủy là chung hả? Là chung. Này cũng nuôi rất là lâu rồi. Già được cái này, già cái. Già lắm rồi. Bây giờ mình sẽ đo cái. Bên này nó có 4 cây nha. 4 cây. 4 cây này anh có bán mạo, bán nguyên. Bán mạo luôn, 4 cây luôn. Bán 4 cây luôn. 4 cây bao nhiêu tiền anh Phước? 4 cây 35 triệu. 35 triệu hả? Đó. Từ từ, vậy thì anh khoan đó, anh bảo lỡ đó, bảo cái đó đi. Cái này là quanh của nó là 34. Quanh 34. Ừ. Từ từ, vậy để em nhờ xíu là em quay 4 cây này. 4 cây là chung. 4 cây là chung 35 triệu. Mà cái đốn chầu này là đốn chầu gì đây? Có... Cái chầu này cũng chầu xưa nè. Chầu thường. Chầu này chầu thường. À. Chầu này chầu xưa. Chầu xưa nè. Chầu bên kia. Chầu này chầu thường. Chầu thường. Là 4 cây này thì có giá là 35 triệu. Cái này cũng là chung luôn. Chung nu nè, cây này đúng chung nu luôn đó. Cái này là chung nu luôn này. Ừ. Nhưng cái nu nó ra rất là nhiều này. Nu. Dạ, cây này cũng là nu luôn. Nu luôn. Quá trời nu. Cây đó nu. Cái này cũng chung nu luôn. Mấy cái này chung nu không à? Đây này, cái dài nu nó lên nu. Nếu như 4 cây 35 triệu thì cây này không cùng được nửa giá này, nửa tiền này. Cây này gần như không có thèo đến trước nhỉ? Hết rồi. Không còn mặt thèo luôn quý vị ạ. Dạ cây. Đo luôn cái chỉ số 1 này giúp em, đo. Cái này. Đo cái quần cây. Ừ, đo cái này luôn. Cái này cái thành phẩm. 27. Quần nhà đó 27. Mặt đế đẹp tuyệt vời luôn á. Đế rất là đẹp. Đế nó ra là 26. Chỉ số 1 này. Chỉ số 1 này 13. 13 sen à. 13 sen. Đấy là một cây. Cái này thì là chung, cái này vừa chơi vừa nuôi đó, thêm. Đây nó có cục bú nè. Cục bú bên này rất là bự. Đó, một cục bú khủng khủng khiếp. Nó nên nu lên đây một cục. Cái này thì vừa chơi vừa nuôi thêm, cái này cột cành nó nói chung là còn phải nuôi thêm một thời gian nữa. Nuôi thêm. Nhưng mà nói chung là bù đi bù lại 4 cây là 35 triệu. Ừ. Cái này thì hoàn thiện có thể chơi được rồi này. Cái đó chơi được rồi. Cái này thì cũng phải nuôi hả? Nuôi. Cái này chỉ đánh cái dăm là cũng được. Đánh dăm. Tay cầm cũng bự được. Ừ. Cái này hoàn gần đây gần 30 mấy. Cái này 33.
cao lên 50 đi. Cao 50. Phun tàng thì chưa tính được này. Ờ, tàng thì nói chung cũng 50. Dạ. Yeah. Tàng này thì về nuôi từng đợt nữa là đánh là được rồi. Cái này thì cột khấn nó cũng khá khá hết rồi. Mua hết rồi. 4 cây 35 triệu. Giờ mình đo khúc trên này luôn. À, đo khúc trên luôn đi. Khúc trên bao luôn. 44. 44. Trên là 44 hoành cái đấy. Còn nếu mà rộng ra này. Mặt đế hả? Mặt đế nè, rộng từ đế ra 32. 32, gọi là đường kính. À, đường kính của cái đế đó. 32. Chiều cao của nó là 60. 60. 4 cây gọi giá là 35 triệu quý vị ha. Mình chọn luôn nếu như vậy luôn 4 cây thì nó giá nó tốt hơn 35 triệu ha. Đó. Còn bán lẻ thì nó khác. Bán lẻ thì nó khác. Này bay ra 70. Rồi ok, nếu quý anh chị mình lựa chọn 4 tác phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp bên Phước luôn quý vị ha. Ngoài này thì gần như là những cây ngoài này thì sao? Cây nói chung cây đang nuôi cũng đang. Cây đang nuôi hả? À. Chắc là chia sẻ ngược lại bên này hả? Đây bên này đi. Này thì cái này cây Mỹ Hồng nè. Mỹ Hồng này. Này là đó. Cực kỳ lớn luôn quý vị ạ. Khủng lắm. Đây, coi cho anh em xem này. Đưa tay này. Cao lắm. Cao kinh khủng. Cái này thì giờ quay tổng thể như thế này chứ không biết sao mà quay cho chi tiết được đây. Mỹ Hồng thì những cái chùm bóng của nó thì nhìn nó sướng hả. To bằng bùm tay luôn quý vị này. Bông bự. Đó, một cái bùm tay luôn này. Mà chưa cây này ở đây như chắc bự nhất ở khu vực này rồi đó. Dạ. Để mình đo cái để cho quý anh chị hình dung thôi chứ. Đó, như 47 anh đo, như 47 á. 47 á hả? Ờ. Ghê hả? Mỹ Hồng giờ này, cỡ này giờ kiếm cũng chúa đó nha. Nếu mà đo đây là đúng 50 nè. 50. Đó. Đó, đo tròn để đó. Đó tròn luôn đó. 51 đó. Khủng nha. Thấy cái chùm bóng này đã quá hả. Mà giờ anh nuôi nó bắt đầu nó thấy nó sung. Ừ. Bỏ vô nó sung. Quá trời quá đất. Nhìn choáng ngợp cái này luôn. Nó cũng có cái loại này nó cũng có bệnh, bị bệnh lá nha. Anh em phải coi để ý cái lá của nó. Khi lá nó bị rỉ sắt á. Yeah. Nó đỏ là nó làm bệnh cái cây là suy cái cây luôn. Một thời gian cây này anh lấy về anh bị bệnh nó đứng luôn, anh mới cắt hết toàn bộ vàng lá. Mình nuôi bỏ rồi nuôi lại nè. Xử lý nuôi lại. Xử lý nuôi lại đó. Chứ anh em mà còn để lại cái lá mà bị cái rỉ sắt đó rồi nuôi cái cây nó không bao giờ phát triển nổi luôn. Dạ. Yeah. Đó chia sẻ anh em cái cây Mỹ Hồng nó đặc biệt một cái như vậy. Khi mà lá như vậy á là mấy anh coi lá mà nó già là mấy anh cắt bỏ đi. Bỏ cái đó đi bắt đầu nuôi lại là nó mới phát. Là cây phát triển tốt. Cây nó phát triển tốt nha. Còn để nó là cái nó suy eo 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 hoài vậy đó. Bây giờ nó xanh rồi đó. Trời. Cái này phải có khuôn viên lớn lắm anh Phước. Lớn lắm mới chơi được. Cái này anh mới vừa cắt lá rồi ra bông. Anh cũng chưa có sửa nó được. Để cho tự nhiên đó. Chừng nào mà thấy cảm giác mà cây nó cảm giác nó đứt nhánh đồ cho nhiều mạnh rồi bắt đầu anh sửa. Dạ. Sửa form lại cho nó điều tàn lại. Rồi bên ngoài khu vực này, cái này thì cái này là kết hợp với cái kia là giao lưu rồi hả? Cái vậy này. Cái này cũng giao lưu rồi. Cái này giao lưu ngày qua. À. Này dán phong trần. Phong trần luôn. Ngoài này còn tác phẩm nào chia sẻ nữa không anh Phước? Cái này thì cái lớn. Cái này cái lớn. Trời. Trắng đỏ lá nhỏ. Trắng đỏ lá nhỏ, rất là khủng. Cái này giờ tổng chiều cao thì tính cho 2,5 mét đi. Đúng rồi. Phun tàng thì tính cho cùng 2,5 mét luôn á. Phun tàng là 2 mét. 2 mét. Còn giờ chỉ có quấy cái bộ phần thân để ở trong thôi. Nó là 5 thân nha. 5 thân. Đó, một góc mà 5 thân. Ngũ phúc. Ngũ phúc đó. 60 đúng rồi luôn. 60. Ô nó liền nha. Nó liền hết luôn á. À, em nhìn kỹ ấy, tưởng là nói gạt nhưng mà nó là liền một bề luôn. Liền một bề luôn quý vị. Ghê hả? Ngũ phúc.
Trang bây giờ kiếm hình gần này cũng chua lắm. Một thằng của nó thì chín của nó. À đó một thằng đi. Từng thằng 20. Một thằng 20 cơ mà. Thằng nhỏ nhất 14. Thằng nhỏ nhất là 14. Cái này thì giờ Quyền Chí mình quan tâm thì liên hệ riêng bên Phượng đi hả? To quá giờ không biết sao. To quá quý vị ạ. Ngoài này vậy thì mình đi cái đến này cũng còn phôi đang luôn. Cái này đang còn phôi. Thôi mình kết thúc clip tại cây bông giấy này luôn đi Hạnh Phước. Ừ, kết thúc cái này. Đây là cây mỹ hả? Mỹ dinh. Này rừng đang tự nhiên nè. Đang thiên nhiên. Cây lớn, cây cao. Quá trời. Cái này được cái bộ rễ rễ nôm. Bộ rễ nôm. Bộ rễ nào? Ừ. Thôi đo sơ cái hình. Đo cái quành ở trên cái cổ này nha. À. Bốn mươi chín hoành. Cách từ cái cổ đó là lên á. Đo từ dưới lên là đúng 35. 35. Đó. Cái này thì chắc chắn nó không bị giải tuột bể bầm của nào rồi hả? Không có bị bể con gì hết. Còn vành cũ là 99. 99. Đây cái đường thân. Xuống tới đây luôn nè. Đo do mà đo về chợ. Liên lạc hết hả? Liên lạc toàn bộ. Cái này anh em quan tâm thì liên hệ với anh Phước ha. Chiều cao nó tầm 3 mét. Khoảng tầm 3 mét. Rộng thì cũng 3 mét á. Chắc còn 3 mét hả anh? Giang tay mất đây mới được nữa. Vẫn kìa nữa rồi. Dạ. Đó. Tầm 3 mét. Tầm 3 mét. Rồi ok thì trong buổi clip lần này thì Long chia sẻ khu vườn của anh Phước thì nãy giờ thì quý anh chị mình theo dõi video thấy được tác phẩm nào mình vừa ý thì có thể liên hệ với anh Phước để mình giao lưu tại nhà vườn cho vui quý vị ha. Rồi có lẽ là cuốn video tới đây nó cũng khá dài 37 phút rồi anh Phước ạ. Có thể thì em sẽ kết thúc clip tại vườn của anh Phước. Rất cảm ơn anh đã chia sẻ cuốn video đây để mọi người cùng xem và chiêm ngưỡng để giao lưu quý vị ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì nhân Long tới cũng quay chia sẻ cái vườn của mình thì cũng chúc anh em một ngày mới vui vẻ, cùng chơi cảnh, cái nghệ thuật nó càng ngày nó càng năng lên.